Kính thưa quý vị, người dân Trung Phi đang bị đe dọa bệnh dịch, tin từ Bangui. Hàng ngàn người đang tạm trú tại phi trường Bangui đang bị bệnh dịch đe dọa. Con số người tị nạn gần phi trường Bangui trong các tuần qua đã lên đến hơn 100.000 người. Nhưng khu vực tạm trú không có nước, không có nhà cầu và sự phân phát thực phẩm cứu tế cũng gặp khó khăn vì tình trạng chiến tranh. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới cho biết, trong tuần này đã có 3 trẻ em tử thương và 40 người bị thương vì đạn bắn lạc. Bác sĩ Tara Browns của Y sĩ Không Biên Giới cho biết, tổ chức đã ngưng hoạt động trong khu trại vì tình trạng nguy hiểm cho các bác sĩ và y tá của tổ chức. Bạo động diễn ra giữa dân quân Hồi giáo Seleka và dân quân Thiên Chúa giáo Antai Balaka đã làm cho trên 1.000 người chết. Giao chiến đã gia tăng trong các tuần gần đây, mặc dù đang có sự hiện diện của 1.600 quân Pháp và 4.000 quân Liên Phi. Số người phải rời bỏ nhà cửa trong tuần này đã lên đến 900.000 người, hay 1/5 dân số trên toàn quốc.